Cầm đồng hồ vẫn thiết kế y như H2, có nghĩa là thời cổ hơn chút xíu. Rồi SV4 ha. Thì mát tua cũng vẫn là 15.000 như là H2. À, H2 là 16.000 chứ, mình xin lỗi. Thì ở cụm này thì có tất cả các mod biết được chỉnh theo đồng hồ. Thì có đúng rồi, có rất nhiều chức năng khác nhau thì các bạn có thể nghiên cứu trải nghiệm từ từ. Tại vì ở đây mình trong cái clip này mình cũng muốn làm ngắn gọn tổng quát sơ để các bạn xem thôi. Thì đây thì thương hiệu 54 năm ha. World Title. 50 kỷ niệm, bản kỷ niệm 54 năm của Avila nha. Rồi. Đây là bình xăng này ở bình xăng Litec rồi Avila ha. Và yên là yên solo nha các bạn. Và từ phần đuôi cho tới phần bánh xe thì khoảng cách rất là đẹp ha. Phía sau vẫn là dãy đèn led thôi ha. Yep. Rồi. Và thêm một chi tiết nữa, chính hơn nữa là hiện tại đang đi võ trường nha các bạn. Để chạy đắt ha. Đang đi võ ở đường trường. Thì vỏ trơn này sẽ giúp cho chạy ngon hơn và ôm đường hơn trong những điều kiện thời tiết khô ha. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy nhẹ cho các bạn nghe. Nổ cái nhìn. Rồi. Thì tắt vô thì mình bắt đầu mình nổ máy. Đây là cái chìa khóa nó cũng đẹp nữa. Cái chìa khóa của nó cũng giống như cái H2 cũ thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm một số tính năng khác ở trên đồng hồ. Đó, thì đây, giờ mình mở chìa khóa để các bạn xem nha. Đó. Thì thôi nhìn các bạn thấy thì có nhiều bạn hỏi là H2 Edit đúng không? Nhưng mà đây là không phải H2 Edit. Clear, vẫn gì mô. Còn là nha. Thì ở phần này đồng hồ là có đồng hồ tua, thì tua lớn nhất là tua 16.000 ha. Và có các chế độ KTRC và giờ và nhiệt độ đó ha. Nói chung là Odo mới có 4.000 mấy, tại vì bữa giờ lấy chạy vòng vòng vậy đó. Mình như nói thôi. Côn rất nhẹ nha các bạn. Côn dầu nha, rất nhẹ à. Và chúng ta có thể nói rằng là đây là một siêu phẩm, bởi vì công nghệ đèn led ở trên xe này rất là đẹp, sáng và các bạn thấy không, rất sáng nha các bạn. Trên mặt vẫn là vành mâm nan chấu, ok, cũng là như vậy ha. Nhưng mà chủ nhân hiện tại đang tháo cái bô ra rồi đó. Thì đây là super chạc, nó cũng màu khác luôn ha. Hệ thống super chạc mình phải nói là sau khi mà mình đã chạy và trải nghiệm cái xe này, mình cảm thấy là nó rất là hổ báo và thực sự là nó làm cho mình cảm thấy rất là thích. Thì các bạn thấy là cánh gió của H2R nằm ở đây rồi. Đây là phần cánh gió của H2R. Tất cả là bằng carbon nguyên khối nha các bạn. Và dàn đầu là bằng carbon luôn nha. Đây cũng vậy luôn. Đó. Thì được ước tính bộ cánh gió này là chủ nhân mua về rất là đam mê với cái bộ này. Tại vì thực sự là rất là đẹp. Đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy khi không có lon mô nha. Rồi. Và trở lại chúng ta sẽ đề nút máy. Đó rồi, đi xuống đây nha. Đây là nó quá to luôn các bạn. Wow.
Ducati có thể nói là một trong những cái đồng hồ gọi là đẹp, thực sự đẹp. Bạn xem bình thì bạn có thể xem tại đây, battery là bình đây. Thì bình đang là 13.1V ha. Và các bạn có thể chỉnh theo cái những cái mod mà bạn muốn chạy, ví dụ như là mod race thì là có chọn vô thì nó sẽ cho các bạn chỉnh cái độ ABS, ABC rồi DES, DTC, display màn hình sáng, engineer. Thì cái này là power mã lực ha, thì bạn có thể tùy chỉnh bao nhiêu mã lực tùy với bạn. Bạn muốn chạy 120 mã lực hay là muốn chạy 195 là full và chế độ low nè, và chế độ 2 chế độ mạnh nhất của mod rank ha. Nhưng mà hiện tại đi trong phố thì mình sẽ không đi cái mod này, mình sẽ đi cái mod sport. Hiện tại mod sport này là nó cũng full rất là nhiều mã lực mình chạy. Thì khi lên những cái chế độ này thì con xe của bạn nó giống như con mạnh thú vậy đó, chạy rất là giả man. Chế độ wet là các bạn có thể đi trong trời mưa, thì chế độ này nó kiểm soát hầu như là gần như là rất chặt về cái độ an toàn cũng như cái độ kiểm soát và độ bấm đường, các bạn đi thật là an toàn. Hiện tại giờ đang trời mưa các bạn ạ. Bản thân mình đó thì mình muốn trang bị thêm một số những cái đồ chơi, ví dụ như cái hốc chắn gió cho xe, hốc gió cho cái heo Rainbow này. Thì cái hốc này mình mát, mình làm mát cho bố rồi, và che cán nước ha, che cán nước rồi mâm BST, mâm carbon nha các bạn ha, để mâm carbon trước sau luôn đó, mâm carbon trước sau luôn. Thì mình có lên ốp chống lồi RB gấp chín và chống đổ cho xe ha, để là bô ha. Rồi đây là mâm carbon, mâm BST nha các bạn, thương hiệu của BST nha. Như xe gần luôn, xe là đi có tiền cũng là một.
Hôm nay Vũ giới thiệu với bạn con R1 2020 luôn nha các bạn. Thì xe là một mẫu màu đen, cặp đèn trước nó hơi khác với mẫu cũ tí xíu. Xe đi Cabo SC Project. Cái đầu đèn của A1 nha bạn. Rồi bây giờ Dũng cho các bạn coi qua đồng hồ luôn. Quá đẹp luôn. Đồng hồ đời mới.
299 ngày nào cũng có siêu phẩm nha các bạn. Xin mời các bạn đến ốc 299 số 2 bit phường Đa Cao, quận Nhất, huyện Bình Khai nha các bạn, để mà cùng giao lưu uống cà phê và ăn uống. Siêu phẩm nhiều lắm. Xe là bao la luôn, hôm nay cuối tuần là các bạn ơi. Các bạn đến chơi đi, cuối tuần là vui lắm. Phiên bản giới hạn Loa Fila luôn. Con số 494 trên 500 chiếc, toàn thế giới nha. Thì Dũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Clip cũng dài rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mỗi tuần các bạn hãy đến với ốc 299 số 2 bến Nguyễn Hiền Thái Quận Nhất, phường Đa Cao các bạn. Ở đây sẽ có nhiều siêu phẩm để các bạn xem và ngắm, chụp hình với xe. Ngoài ra còn có phục vụ cả cà phê, ăn uống. Rồi xin mời các bạn dùng cơm Baker với anh em Tifon như vừa ăn vừa ngắm xe nha các bạn. Mời mọi người vô dùng cơm nha. Tại ốc 299.